Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home. Nay Smart Home giới thiệu với các bác về một cái mạch rửa tay sát khuẩn, hoặc là mình có thể ứng dụng vào mạch rót rượu nhé. Phiên bản này thì bên mình nâng cấp thêm đóng ngắt một cái module file MP3 âm thanh. Thì hiện tại đang phát triển là cái mạch này chạy với điện áp 5V DC nhé. Đối với các bác mà cần chạy với điện áp 12V, bơm 12V và module MP3 hoặc là module khuếch đại âm thanh loại 12V thì liên hệ với em để em hỗ trợ nhé. Thì phiên bản này hiện tại bên em đang fix là 5V, chạy 5V. Nên mạch đầu vào là 5V này. Đấy. Ở đây là có ICV điều khiển xử lý tín hiệu này, IC công suất này. Đầu ra thì có 3 đầu ra, một đầu ra của MP3, một đầu ra bơm và một đầu ra tín hiệu để kích cho MP3 hoạt động. Ở bên này thì có tín hiệu của cảm biến chân trigger 2 nhận tín hiệu của con cảm biến này. Thay vì cảm biến này thì mình nếu mà mình làm rửa tay thì mình sử dụng cái con cảm biến vàng nhé. Cảm biến vàng thì là loại này. Loại này thì có thể sử dụng loại 80cm hoặc 30cm hoặc 10cm, miễn là loại NPN nhé. Màu dây thì là nâu là VGC này. Xanh dương là GND này, và đen là chân trigger kích này. Trigger kích này mình nối vào chân 2. Thì đối với cảm biến này là cảm biến màu vàng, loại này là loại thị trường đang bán là 80cm này. Có cả loại 30cm này, mình đấu vào đây luôn. Thì bỏ cảm biến này đi thì làm rửa tay nó sẽ ok. Còn rót rượu thì mình sẽ sử dụng cảm biến này nhỏ gọn. Đối với cảm biến này mà đi ra ngoài môi trường có ánh nắng hoặc ánh sáng thì nó sẽ bị nhiễu, nên thường người ta sẽ không dùng vào rửa tay. Đấy, chỉ dùng được con cảm biến vàng thôi. Con này mình làm trong nhà nên mình sử dụng con này. Rồi, ở đây file MP3 mình ghi một cái ghi một cái file âm thanh. Đó, file âm thanh xin cảm ơn đây rồi. Đấy, nhưng mà cái loa này thì nó vừa dùng, nghe vừa dùng thôi. Ở trong cái môi trường hẹp thôi. Với lại rót rượu thì thường cũng chỉ cần như này thôi. Còn rửa tay thì các bác làm ở hộp thì nó sẽ kêu. Cũng tạm tạm, nếu mà các bác mà cần to hơn thì phải chơi qua khuếch đại. Mạch này có khuếch đại rồi nhưng mà con này nó cũng không được to lắm. Rồi, file âm thanh thì mình sẽ cho các bạn một cái link để mình copy được cái dịch từ file text sang file MP3 nhé. Còn trên mạch thì có hai cái biến trở này. Một cái biến trở to này là để điều chỉnh cái thời gian bơm này. Còn cái biến trở nhỏ nhỏ tinh chỉnh đây thì mình sẽ điều chỉnh cái thời gian cho cái module M3 này phát. Ví dụ như nhiều người ghi âm cái file này nó dài thì mình phải cần cái thời gian dài. Đấy, thì mình sẽ điều chỉnh cái biến trở này. Xuôi kim đồng hồ thì tăng thời gian lên, và giảm kim đồng hồ thì quay ngược lại. Giảm thì là quay ngược kim đồng hồ. Đấy. Nguồn thì mình máy bơm này thì phải sử dụng nguồn 5V 2A nhé. Đấy, 5V này à. Ok, giờ mình cấp nguồn mình test thử này. Đây. Khi mà có tín hiệu kích vào này, ví dụ bơm mình vặn min nhất này. Gần như bơm chỉ nháy cái xong tắt này. Cảm ơn bạn đã rửa tay sát khuẩn. Đấy, mình đang để file là cảm ơn bạn. Trường hợp. Cảm ơn bạn. Đây có hai con led, chú ý con led bên này nó phải tắt đi nhé, nó phải tắt đi. Đây mình che lại làm cho nhìn thấy là dễ. Đấy, có hai led này, một con led này M3, con led này nó phải tắt đi thì tín hiệu tiếp theo mới được hoạt động nhé. Đấy, nó tắt đi thì cái này nó mới có tác dụng này. Đấy, cái biến trở này mục tiêu của mình là vặn vừa khớp với cái thời gian của cái MP3 này phát. Trường hợp mà vặn quá thì các bạn vặn ngược lại. Bởi vì vặn quá thì nó sẽ lặp đi lặp lại cái file âm thanh 1 ở trong này, trong cái module MP3 này. Đấy, nên mình sẽ sinh ra một cái biến trở này để thay đổi cái thời gian làm sao mình vặn để cho nó phù hợp với cái âm thanh này. Bây giờ mình sẽ vặn, ví dụ mình vặn nó tăng lên nó sẽ lặp đi lặp lại này. Ví dụ xuôi kim đồng hồ nhé. Đấy, mình vặn thêm 2 vòng. Đây. Cảm ơn bạn đã sửa tay sát khuẩn. Đấy, nó sẽ bị dư thừa cái lời thoại. Đây. Cảm ơn bạn đã sửa tay sát khuẩn. Đấy,
Thì để mình xử lý cái vấn đề đấy thì mình sẽ dùng cái tua vít như này, mình vặn chậm thôi nhé. Đấy, chậm xong mình test. Đấy, vừa khít, mình nhích đi một tí, lùi đi một tí nữa. Đấy, ok đấy. Thì mình muốn file âm thanh nào thì mình thay file âm thanh đấy thôi. Ví dụ như có bác thì cần yêu cầu em làm là xin cảm ơn. Ví dụ rót rượu xong thì là xin cảm ơn, thì cái điện thoại đấy nó ngắn hơn. Thì mình lại phải thay đổi thời gian. Thay đổi thì đơn giản rồi đấy, mình có hướng dẫn về cái thay đổi cái biên chế này, vặn ngược là ok thôi. Về cách chỉnh cái này thì nhiều bác cũng không biết thì em hướng dẫn luôn. Thì đây là có hai con led này, khi mà có vật cản vào thì nó sáng này. Đấy, đây mình đang soi những cái đèn ở ngoại trên thì nó luôn sáng, mình để ngang cho nó không bị ảnh hưởng. Đây, mình che lại nó sáng này. Đấy. Thì xoay ngược kim đồng hồ này thì giảm, còn xoay tăng xuôi này. Đấy, thì tăng, khi mà nó sáng rồi thì mình chỉ ngược lại một tí để cho nó tắt đi. Đấy, sau đấy là che tay là được. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.